Biểu, thưa quý thầy cô cùng các bạn, các em thuộc liên đội trung học cơ sở Tam Quan, tiểu học số 1 Tam Quan, tiểu học số 2 Tam Quan và tiểu học Đắc Mang. Rất vinh dự cho em thay mặt cho hơn 1.800 đội viên thiếu niên nhi đồng của hội đồng đội phường Tam Quan có mặt trong buổi duy trì giao lưu kết nghĩa hôm nay. Tam Quan là một phường lớn của thị xã Hoài Nhơn. Về kinh tế, văn hóa, xã hội phát triển mạnh mẽ theo nhịp độ đô thị hóa của Hoài Nhơn. Ba trường chúng em đều nằm trên vị trí trung tâm của phường. Hai trường tiểu học thì được thành lập và hoạt động từ những thập niên 80-90. Trường trung học cơ sở Tam Quan được tái thành lập từ tháng 2 năm 2019. Đến với buổi giao lưu hôm nay, em xin giới thiệu sơ lược về hoạt động đội và phong trào thiếu nhi trong cuối năm học trước và thời gian hiện tại của năm học này. Phong trào hoạt động công tác đội của ba liên đội trên địa bàn phường Tam Quan được đánh giá là những liên đội mạnh, luôn hoàn thành xuất sắc tất cả các hoạt động phong trào từng chủ điểm của năm học. Như phong trào đền ơn đáp nghĩa, chúng em đặt lên hàng đầu, thăm mộ Việt Nam anh hùng, viếng nghĩa trang các ngày lễ lớn, Tết Nguyên đán, hành trình về địa chỉ đỏ. Phong trào vì bạn hoạt động trải nghiệm, trao đổi mua bán hàng hóa ẩm thực gây quỹ cho các bạn khó khăn trong và ngoài liên đội, số tiền lên đến vài chục triệu đồng. Phong trào lì xì heo đất cũng được các đội viên hưởng ứng nhiệt tình, số tiền trên 30 triệu đồng và tặng 36 lớp học tập và nhiều suất học bổng, đồng thời tặng 40 suất quà phong trào mùa xuân cho em, mỗi suất trị giá 250.000 đồng. Các hoạt động học tập giành nhiều thành tích cao như đứng đầu tỷ lệ thi vào 10 công lập, học sinh giỏi các cấp trong tốt đầu của thị xã. Đặc biệt năm học này có bạn Đặng Lê Bảo Ngọc đạt giải nhất môn ngữ văn học sinh giỏi cấp tỉnh. Các trường tiểu học cũng đạt những thành tích như vở sạch chữ đẹp, liên đội trường tiểu học số 1 có giải ba tiên học trị không chuyên cấp tỉnh và em Đinh Quốc Thịnh lớp MC đạt giải nhất tiên học trị không chuyên cấp thị xã trong tuần này. Về phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, cả ba trường luôn có kết quả xuất sắc trong các kỳ thi như tiếng hát hoa phượng đỏ, độc tấu nhạc cụ, kể chuyện, vẽ tranh liên tục trong nhiều năm đạt giải cao, thể dục giải nhất bóng chuyền nam cấp thị xã vừa qua. Bóng đá nam của hai liên đội tiểu học cũng luôn đạt giải cao. Tất cả đội viên trong hội đồng đội phường Tam Quan phần lớn là chơi ngon, vâng lời cha mẹ, thầy cô, rèn luyện để xứng đáng là con ngoan trò giỏi, cháu ngoan của Bác Hồ. Hôm nay, nhân kỷ niệm ngày lễ lớn của địa phương như gần 51 năm ngày giải phóng Hoài Ân, 48 năm ngày thống nhất đất nước và duy trì mối kết nghĩa với liên đội trường tiểu học Đắc Mang, chúng em vui mừng chào đón quý thầy cô, các em đội viên đã về thăm giao lưu. Mong sao các cấp lãnh đạo, quý thầy cô luôn tạo điều kiện để các em có dịp giao lưu thường xuyên, thắt chặt tình đoàn kết gắn bó giữa các liên đội, giao lưu nét văn hóa giữa hai vùng ngày một lớn hơn. Cuối cùng, em xin cảm ơn lãnh đạo hội đồng đội phường Tam Quan, ban giám hiệu và quý thầy cô các trường trung học cơ sở tiểu học số 1, tiểu học số 2 Tam Quan. Cảm ơn ban giám hiệu, quý thầy cô trường tiểu học Đắc Mang đã tạo điều kiện cho chúng em có dịp kết nghĩa giao lưu như hôm nay. Và đặc biệt, chúng em luôn biết ơn các thầy cô tổng phụ trách của các trường là những người luôn tạo ra những phong trào hoạt động để chúng em được học tập, sinh hoạt ngày càng trưởng thành hơn. Cuối cùng, em xin kính chúc quý vị đại biểu, quý thầy cô, các bạn đội viên mạnh khỏe, chúc cho buổi giao lưu thắm đượm tình cảm. Xin chân thành cảm ơn.